Đắc, chợ Củ Chi. Mến chào tất cả cô chú và anh chị. Thì trước màn ảnh bà con anh chị, đây là một cái công ty nè. Ở đây là một cái nhà lầu nè. Và cái hướng ngược lại đây là cái tuyến đường nhựa nè. Ở đây chạy thẳng tuyến đường nè, cỡ tầm đâu đó là 100m đổ lại vậy chị, là gặp cái ngõ tư. Ngõ tư đó là đường số loại. Chị mà quẹo trái thì nó sẽ ra ở đường giao nhau quốc lộ 2. Thì bà con chị mà quẹo mấy tầm mặt thì nó giao nhau với đường tỉnh lộ 2 ha. Mình di chuyển thẳng tuyến đường này nó lên ở chợ Vừa Kèo nha. Đây, chỗ này là ngõ tư nha bà con chị. Ngay đèn xanh đèn đỏ ha. Ở đây nè anh chị nhìn ha, 2-3 căn nhà lầu này là ta mua đất mới xây nhà. Ở đây là quảng cáo nè. Và cái hướng ngược lại đây nè, đây nhà hàng xóm nha bà con chị. Và cái hướng này nè anh chị nhìn nè, ở đây tiệm thuốc tây nè, dân cư nè, nhà lầu nè. Ngay tuyến đường này là dân cư là ở đông đúc, dân từ xưa cũng có, mà dân tứ xứ tá túc ở đây cũng có. Đây cái nhà lầu nè, khu vực nhà lầu. Và ngay cái tuyến đường này nha bà con chị, mình chạy thẳng cái tuyến đường này nè, thì nó cũng sẽ giao nhau với đường tỉnh lộ 2 ha. Ở đây là mình làm là chỉ rõ đường đi nha, công khai giá bán. Thì hôm nay là mình giới thiệu bà con chị là một cái căn nhà nè, một gạch một lầu đây nè. Cái view bên hông nhà nè, xây tô gác bê ngon lành ha. Hai căn nhà đây. Là cái nhà này á, là ở mặt tiền á 5m, hậu 40. Tổng cái diện tích cái căn nhà này á 200m2, đất ở là 100% nha. Nằm trên đường nhựa. Nhà là hướng nam nha bà con chị. Đây. Tiền à. Cửa cổng lợp giả ngói đâu ha. Hai trụ cổng có ốp gạch nè. Bên kia đường là nhà hàng xóm, cũng nhà lầu, nhà hướng nam ha. Trần thả tóc. Ở đây một cái không gian này là có ốp gạch nè, chống trơn trượt. Thì cái phản xăng này á, là đậu được xe 5 chỗ 7 chỗ ha. Nhà điện nước đầy đủ, nước giếng cũng có, nước sạch cũng có, wifi internet đầy đủ. Mặt tiền cửa 4 cánh ốp gạch đá bóng kiến ha. Phòng khách. Ốp gạch toàn bộ hết. Trần. Giật cấp. Rồi.
rồi, mình xin nhắc lại nhà này là thuộc ấp Bột Sim nha. Mặt tiền đường nhựa, ngang 5 dài 40. Pháp lý sổ hồng riêng cầm tay. 200 m2, đất ở 100%. Nhà này là số nhà cũng có nè, giấy phép xây dựng cũng có ha. Nhà chức năng khu dân cư. Toilet ngay cầu thang, quẹo đây toilet ha. Toilet cửa nhôm, kính mờ. Hành lang này là di chuyển xuống là phòng ngủ nè. Hành lang này là chiều ngang chắc cỡ tầm 80 ha. Phòng ngủ nha bà con chị. Tiếp theo là không gian bếp, trần giật cấp, nhà ốp gạch toàn bộ hết à. Bếp nè, đá hoa cương, tủ bếp, thiếu là kệ bếp ha. Ở đây thêm cái một không gian nữa. Anh chị nào sở hữu cái nhà này thì gia đình đông sinh hoạt thì mình ở đây mình ngăn thêm một phòng nữa chị. Trần thả tắm ha. Ở sau này là còn dư một cái phản đất trống nè. Từ ngay cái mấy nhà này đổ dài qua ngay chỗ cái cây hàng rào bị ngã đó, là cái còn dư ở đây phản đất này tầm 12 m, chiều ngang 5 m qua đây, hậu 40, 200 m2, pháp lý sổ hồng riêng, đất ở 100%. Nhà này là có giấy phép xây dựng, chức năng khu dân cư ha. Bỏ một lô đất tới nhà hàng sớm nè, kia tiếp giáp là ngay cái đường đó, đường số lội nè, ngay nhà nóc bánh ú bánh ít gì nè, ở đây nè nóc cũng bánh ú bánh ít nè. Bên sau tiếp giáp đây là bỏ lô đất tới nhà hàng sớm ha. Rồi, nhà này chủ mong muốn bán là 3.8 tỷ nha bà con anh chị. Đã còn thương lượng. Anh chị có nhu cầu quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0909511029 ha. Mình quay lại căn nhà để bà con anh chị mình khảo sát căn nhà này. Nhà hướng nam nha bà con anh chị. Nhà mới 85%. Cầu thang tay vịn bằng cây căm xe, đá hoa cương, một trệt một lầu, phòng ngủ này to đùng luôn nha bà con anh chị. Nền sàn ha, gạch giả gỗ, một cái cửa gió không khí ra vô. Phòng này rất là tiện nghi nha chị, rất là tiện, có nhà tắm, toilet luôn. Cửa nhôm, kính mờ, nhà điện nước đầy đủ. Hướng nam ngay chỗ cái căn nhà này á, cách là như là ngay chỗ đèn xanh đỏ ngõ tư số lội á, khoảng vài trăm mét. Ở đây á, cách chợ nhóm, chợ nhỏ, chợ mà tự phát ra 400-500 m nha bà con chị. Ngay đây mà cách trường học mẫu giáo nè, trường học cấp 1, cấp 2 nè, cấp 3 đâu ha,
là sau lưng cái nhà một trệt một lầu này nha anh chị. Khu vực này mình thấy là mật độ dân cư thì ở là đông kín rồi, khu này rất là sầm quắc nha bà con chị. Rồi ngay nhà này sẽ cách ủy ban xã Tân Phong á bán kính thì đâu đó rơi vào thì tầm là 2 cây rưỡi, cách thị trấn bến xe Củ Chi 6 cây. Ở đây mà anh chị mình về tới cổng chào thì nên mắc 24 cây ha. Căn nhà này giáp xã Tân Phú Trung, chợ sáng Tân Phú Trung thì bán kính thì có 2 cây đổ lại. Đây mình chị về tới thành phố Hồ Chí Minh An Sương 16 cây, tỉnh lộ 15, ngã tư Tân Quy thì 8 cây à. Nhà còn mới đẹp, nhà này đẹp thì thôi nhé. Cần $3.8 tỷ sổ hồng riêng. $3.850 tỷ chủ chốt $3.8 tỷ hả? Còn thương lượng bà con ơi, có nhu cầu quan tâm thì gặp ngay anh chủ nhà đây. Rồi đến đây thì mình tạm dừng đi. Xin chào và hẹn gặp lại bà con chị ha, đã quan tâm theo dõi những clip kế tiếp.